Số anh chị em thì cũng hay có ý kiến, tôi rất là vui bởi thỉnh thoảng tôi nhận được ý kiến khiếu nại của anh chị em giáo dân về xứ này xứ kia. Tôi rất là vui bởi anh chị em dám lên tiếng với giáo hội này của anh chị em, dám lên tiếng. Nhưng mà lên tiếng rồi thì nhớ bình tĩnh. Hôm nọ có một người giáo dân lên tòa tổng khiếu nại về một cha, và bức xúc là bởi vì tòa tổng không xử ra đấy đó. Cho nên đó là ông ta tẩm xăng vào người, sẵn sàng nếu mà tòa tổng mà không xử đó là ông cũng xử luôn, ông tẩm xăng vào người rồi đó. Xong rồi cuối cùng là phải giữ ông lại thôi, phải cho tới chiều để hết mùi xăng rồi mới cho ông về. Nhớ là về dọc đường ông tẩm xăng, ông cho một mồi lửa thì chết. Thế anh chị em trình bày ý kiến thì cái việc trình bày thì hiệp hành, mà tất cả mọi người chúng ta có ý kiến để xây dựng giáo hội tốt hơn, nhưng mà nhớ bình tĩnh, nhớ kiên nhẫn. Đòi xử tôi chẳng có xử được, may ra có Chúa có xử thì xử thôi, chứ còn tổng giám mục làm sao mà có quyền mà xử các cha. Với giáo hoàng cũng chẳng có xử được, để Chúa xử thôi. Kiên nhẫn, bình tĩnh và phân định. Và chúng ta nhớ điều này này, cái giáo hội là của tất cả mọi người. Đó, tôi thấy như thế, tôi đóng góp ý kiến như thế. Nhưng mà tôi đừng quên rằng ý kiến những người khác thì làm sao? Tôi chỉ là một trong 2.000 hoặc 3.000 giáo dân trong giáo xứ thôi. Tôi ý kiến như thế mà còn 2.900, 3.900, 6.900 người khác thì làm sao? Đừng quên chuyện đấy. Trên hiệp hành mà. Hiệp hành có nghĩa là tất cả mọi người chúng ta đều đóng góp để xây dựng ý kiến. Nhưng mà tôn trọng ý kiến của nhau, người khác tôn trọng ý kiến của mình, mình cũng tôn trọng ý kiến của người khác. Đấy. Cái sai của chúng ta đó là chúng ta lên tiếng xong rồi chúng ta bắt mọi người phải theo ý mình, thì đó là cái sai.